Sau Nhật xin chào cả nhà. Hôm nay em vừa dọn xong một con máy rửa bát Panasonic TR6, một con máy đẹp xuất sắc, quay lên sóng phục vụ các bác luôn. Riêng đối với dòng máy TR này thì con này phải nói nó là hoa hậu các bạn, một con máy tổng thể rất là đẹp. Mời các bác nhìn hình thức mặt trước đã làm trắng đẹp rồi. Đặc biệt là cái phần lưng của cái bọn này các bạn này, lưng này nhé, nó nguyên bản này, con này gần như lưng không xước. Rất nhiều các bác khách hàng muốn mua một con máy lưng không xước, nhưng mà nói thật sự với các bác là nó rất là hiếm, trừ khi là mang đi sơn lại thôi. Nhưng mà cái lưng này, con này nó nguyên bản này, các bác nhìn gần như là còn mới nguyên, gần như không có vết xước nào. Năm sản xuất 2013. Nói chung là một con máy theo như em đánh giá thì nó là hoa khôi đấy, cực đẹp. Đây, bên này cũng thấy gần như các cái móp méo gần như rất là ít, một vài cái vết xước nhỏ xíu thôi. Đây, thông số đây các bác nhé. Mã máy đây, các bác nào mua em gửi đúng mã máy này nhé. Một con máy em đánh giá là xuất sắc. Phần nhựa Meca này cũng rất đẹp này. Bảng điều khiển mọi thứ rất ok đẹp. Thời gian sấy 30 phút, Econavi hẹn giờ, các chế độ rửa tiêu chuẩn với nước nóng 80 độ, đèn chu trình rửa. Rất đơn giản sử dụng, tắt nguồn này các bạn này. Các bác chỉ cần cài là xong hết rồi, các bác bật nguồn này, các bác bấm này là rửa thôi. Bên trong ruột thì cũng cực đẹp luôn, răng chỉ các bác nhìn này, cực đẹp nhé. Bên trong ruột rất là sạch sẽ. Một con máy nói chung là đánh giá xuất sắc, sạch đẹp, đẹp quá, lên sóng phục vụ các bác luôn. Đây là khay để bột rửa đấy, khay rác này, dây máy xo đốt, 3 tay phun. Các tay cửa bọn này inox đẹp, không phải nghĩ rồi. Con này thì hiện tại bên em đang bán là 5.4 triệu, bảo hành 1 năm cho các bác, giá chưa phí vận chuyển, chưa có biến áp. Đây, các bác nào có nhu cầu mà một con máy đẹp thì các bác chốt nhé. Hàng không có, những cái dòng này thì nói chung là không có nhiều máy đẹp đâu. Đẹp thì các bác phải mua những cái đời để theo hàng đấu giá này. Còn những cái dòng này như con này thì nó là hoa hậu rồi. Các bác nào đang có nhu cầu mua mà không chốt được con này thì hơi bị phí luôn đấy ạ. Chào các bác nhé.